em nào mà đi câu đêm mà không biết cái này thì chắc khả năng là không thể đi câu được anh em ạ. Chắc là giải nghệ luôn. Rất nhiều anh em đi câu đêm và đã bị một tình trạng xảy ra đó chính là hết pin điện thoại anh em ạ. Ngồi chờ cá cắn thì cũng lướt TikTok, lướt Facebook nhưng mà nhanh quá nó hết điện thoại, hết pin rồi đấy biết làm thế nào sạc lại. Bây giờ mang theo cái điện thoại, mang theo cái sạc thì cũng dở. Mà trong khi đó câu đêm thì lại cần một cái này chính anh em này. Đấy, cái này này quan trọng lắm này. Đấy, nhiều lúc tối lọ mọ đi ra chả có cái gì để sáng thì bắt buộc phải dùng một thiết bị để nó lưu trữ năng lượng đúng không thì chính là cái này nhá đây là bộ combo đi câu đêm của một anh khách anh cái đặt bên mình cần yêu cầu là có hết chế độ sạc cho bọn iphone với ipad đấy tức là sạc điện thoại sau đó nó có đèn led sáng này chuẩn đèn led sáng này sau đó lại phải có một cái đèn nữa kéo xa tầm 7 đến 8 mét để ông cái dòng cái chỗ ông ngồi ấy anh em ạ bây giờ ông treo chỗ ông ngồi để nó sáng sáng không còn làm việc anh em ạ Đấy chính là như vậy Tức là ông ấy vừa câu ông ấy vừa giải trí các kiểu con đa điểu luôn Thì là bộ này combo mình làm cho anh ấy luôn anh em ạ Chọn gói chạy tốt luôn Bàn giao à, Bộ này khi mà làm ấy thì anh em mà lắp cho đi Đi rừng núi đi phượt đi câu đêm Hay là những ứng dụng nào mà liên quan đến nước nhiều ấy, Thì nó cần phải có độ kháng nước anh em nhé Tức là anh em dùng vào là nó phải chống được nước nó thế cho nó hình dung Mưa đi mưa mà nước nó vào mà ảnh thì thôi chỉ vứt đi thôi anh em ạ Không giải quyết được vấn đề gì cả Thành ra combo này bên mình đã tích hợp một trong số các tính năng rất là mạnh như kháng nước luôn. Anh em đi mưa gió sẽ không sợ nhá. Xách ra xách vào không sợ nước vào luôn. Tất cả được kín, có gioăng chống nước hết, nó kiểu như bọn uh, iPhone 14 với bọn S23 mới ra chống nước cái thả xuống thì nó không chết anh em ạ. Đấy, lôi lên xịt bụi là lại chạy về về. Chính là như vậy. Thì dòng này được trang bị tính năng nó nhá. Trang bị mạch bảo vệ nạp xả cân bằng xeo thì đấy là những tính năng chính rồi không nói bởi vì nó là dành cho bình gần như là cơ bản rồi. Chủ yếu là thêm một tính năng là kháng nước cực kỳ quan 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 trọng của việc đi câu đêm. Đấy, và nó nhẹ anh em ạ. Bình 50A này mà có 4 cân thôi, bình thường anh em mua bình nước thì nó sẽ rơi vào cỡ tầm khoảng 18 cân. 17 18 cân thì dòng này hiện tại 50A nó chỉ có 4 cân thôi. Anh em sách rất là ngon ăn luôn này, sách cho anh em xem này. Đấy. Sách cực kỳ ngon ăn luôn nhé Nhẹ tèo luôn. Sách như vali luôn, có đèn nhá. Thì anh em sách đi câu cá trước thứ anh em cầm anh em bật đèn lên một cái là đi đêm nhìn được luôn. Còn nếu mà anh em cần thì anh em đấu thêm cái đèn này. Đây. Sáng trắng xóa luôn. Siêu sáng luôn nhé Cộng với cả cổng USB là sạc đấy. Bộ bộ 50A này nhá, nói luôn này. 50A này anh em mà dùng đi câu đêm thì sạc cho điện thoại chắc 3 đêm anh em ạ. 3 đến 5 5 đêm. Dành cho đi phượt thì đúng hơn là đi câu đêm anh ạ, bởi vì đi phượt à đi câu đêm mà dùng bình 50 thì gần như quá khỏe luôn. Quả đèn này nữa, lại còn thêm quả đèn này nữa, chạy cả đêm luôn anh em ạ. Chạy cũng mà 3 đêm. Đèn này là mình đang lắp mà đi câu đêm nhé còn một số anh em nào mà cần thì lắp cho các quán bán hàng ấy buổi đêm đúng không buổi tối đi bán hàng em lắp cái này cho mình sáng lắm siêu sáng mà khỏe này này lắp hai đèn sáng trắng soát luôn